Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi lá động cơ xăng 26cc vệ sinh máy gặt lúa như thế nào nha. Tính năng nổi bật của máy thổi lá động cơ xăng 26cc: thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng, tay cầm an toàn, thoải mái, có thể ngăn chặn tĩnh điện, có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ, máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió tốt, cấu tạo chắc chắn, thiết kế nhỏ gọn, cầm hoặc đeo ngang hông. Máy thổi lá động cơ xăng 26cc là một trong những vật dụng không thể thiếu khi thực hiện các công việc làm sạch bụi bẩn cầu đường công trường, thổi lá dọn vườn, vân vân. Máy có công suất thổi khí rất mạnh, giúp bạn thực hiện công việc với năng suất tối đa, hiệu quả công việc cao và cực kỳ nhanh chóng. Máy thổi lá động cơ xăng 26cc sử dụng động cơ 2 thì nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 20:1, công suất 0,7 kW, cùng với tốc độ 7.800 vòng trên phút nên tiêu hao nhiên liệu thấp, giúp máy hoạt động mạnh mẽ, tạo ra lưu lượng gió 0,19 mét khối trên giây, thổi bay không chỉ lá khô mà các loại cành nhỏ. Máy được làm từ chất liệu cao cấp và cực kỳ rắn chắc, được kiểm định rất khắt khe và kỹ càng. Sản phẩm có độ bền bỉ rất cao, đặc biệt hạn chế việc bào mòn, chịu được lực va đập lớn và có thể làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.